Kính thưa quý liệt vị và quý đồng đạo, đây là quyển nhất tức sấm giảng khuyên người đời tu niệm mà Đức Thầy đã viết trong khoảng năm Kỷ Mão 1939 tại Hòa Hảo, dài 912 câu. Cô Trần Kim Lợi và Trần Kim Khâu đọc giảng viên diễn ngâm. Nam mô A Di Đà Phật. Hạ quan nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi dời gia căn. Năm mèo Kỷ Mão rõ ràng, khắp trong trần hạ nhốn nhàng xiết chi. Ngồi buồn điên tỏ một khi, bả già khổ não vậy thì từ đây. Cơ trời thế cuộc đổi xây, điên mới theo thầy xuống chúng phàm gian. Thấy đời ly loạn bất an, khắp trong các nước nhộn nhàng đau binh. Kẻ thời phụ nghĩa vô tình, người thời trung hiếu chẳng gìn vẹn. Nên điên khuyên nhủ bằng nay, xin trong lễ thứ ngày dài tỉnh tâm. Cơ thanh thì hòa diệt thanh, nào trong sách sử có lầm ở đâu. Người không nghe nói càng rầu, người ngu nghe nói ngửa đầu cười reo. Rồi sao sẽ thấy hùm beo, khắp trong ba tánh hiểm nghèo đáng này. Dân lệnh minh dương giới lệnh Phật đường đi xuống giang dân, thấy trong ba tánh phàm trần kẻ khinh người nhạo thần tiên quỷ tàn. Mặc ai bàn tán gần xa, quỷ của Phật bà sai xuống cứu dân. Kẻ xa thì món đức ân, làm cho người gần ganh ghét khinh khi. Nam mô mô Phật từ bi, miệng thì niệm Phật lòng thì tà gian. Khắp trong ba tánh trần hoàng, cùng hết xóm làng đều bị người điên. Điên này xưa cũng vào các ra đài tốt bức giàu sang, nghĩ suy danh lời chẳng màng, bèn lên ống vật lâm sang tu trì. Nhờ trời may mắn một khi thẳng tha lại gặp
Chuyện này thôi nói sơ sơ, để rộng thì giờ nói chuyện chân tu. Dương trần kẻ trí người ngu, ham vọng ham dù, danh lợi suy cào đà đến nước bất an, chẳng lo tu niệm tham gian làm gì. Phật trời thương kẻ nhu mì, trọng cha yêu Chúa kính gì tổ ngồi buồn nói chuyện bông lông. Khắp trong trần hạ máu hồng nhuộm rơi, chừng nào mới đặng thành thôi, dẫu Phật ra đời thế giới bình yên. Điên này điên của thần tiên, ở trên non núi xuống miền lục châu, đời còn chẳng có bao lâu, ráng lo tu niệm đặng chầu Phật tiên. Nhiều người tàn bạo làm phiền quá công, thế gian chuyện có nói không, đến hồi mây rồng thân chẳng toàn thấy. Việc đời đến lúc mà cùng tối ngày nói xéo nói xiêu, dương trần tội ác liên miên, sao xuống quỳnh tuyền địa ngục khó ra. Điên này nói chuyện đặng cho lễ thứ biết mà lo tu, tu cho qua cửa diêm phù, khỏi xa địa ngục ngao du thiên đài. Đường đời chẳng có nên viết một bài cho bá tánh coi. Tuần đời như pháo châm ngòi, bá gia yên lặng mà coi như khùng này. Khùng thời bá một thầy giảng dạy dây đầy rõ việc thiên cơ. Đêm nay còn dài còn khờ, yên lặng như tờ coi chúng làm sao. Chừng thấy máu đào chúng mới chịu tu. Bây giờ giá dài giá
vào trong bãi núi cười thầm sư mang. Nói rằng lòng chẳng ham sang, sao còn ham của thế gian làm gì? Chuyện này thôi quá lạ kỳ, cũng trong Phật giáo sao thầy chê khen. Lúc này tâm trí rối bèn, tiếng quyền tiếng kèn mặc y bá gia, hết gần rồi lại dương trần bụng da nhiều màu
nói riết thêm nhây, nếu muốn làm thầy phải cố bài lâu. Mèo kêu ba bánh lâu sau, đến chừng rồng răng máu đào chính ghê. Con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao. Khỉ kia cũng bị xáo xào, canh khuya gà gáy máu đào mới ngưng. Nói ra điền biểu dân đừng làm dữ làm hung, việc đời nói chẳng có cùng, đến sau mới biết đây dùng kế hay. Bây giờ mắc việc tà tay nên mới làm vậy cho khỏi ngại nghi. Thiên cơ số mạng biết tri, mà sao chẳng chịu chạy đi cho rồi. Những người giá đạo bồi hồi, còn chi linh thính mà ngồi mà nghe. Việc đời như nước trong khe, nó tưởng đặt về nói biếm người hung. Điên này nói chỉ theo khùng, như thể dây dùng đặng cứu bá gia. Sau này kẻ khóc người la, vài ba năm nữa biết mà ta tin. Điên biết chẳng lẽ làm thinh, nói cho ba tánh mặt tình nghe không. Việc điên điên sự lục châu chưa giáp mà lòng u uế. Người nghe đạo lý thì mê, kẻ lại nhúng trề nói lão kiếm cơm. Thấy nghèo coi thể rất rơm, rồi sao mới biết rất rơm của trời. Vì điên chưa đến cái thời, nên còn ấn giảng cho người cười chê. Từ đây sắp đến tháng thay, con lìa cha mẹ vợ kia xa chồng. Tới chừng đến việc ngóng trông, trách rằng trời Phật không lòng từ bi. Di Đà lục tự răng ghi, niệm cho tà quỷ vậy thì gian ra. Khuyên đừng xài phí xa qua, ăn cần ở kiệm đắng mà lo tu. Đừng khinh những kẻ đuôi mù, đến sau sẽ khổ gấp mười mù đuôi. Đời nay xếp tới xem lui, chừng gặp tôi mùi ba tánh biết không.
được đức ân, nhờ trời ban bố cho gần Phật tiên. Nói ra trong già chẳng yên, điên ghi chèo quế dạo miền Lục Châu. Tới đâu thì cũng như đông, thêm thầm thêm sầu lòng giả người xưa. Bá gia ai biết thì tôi chẳng nói thừa những việc thiên cơ. Khi già lúc lại trẻ thơ, giá quê giá dốt khắp trong thủy thiền. Đi nhiều càng thảm càng phiền, lên dơi xuống dịnh nào yên thân già. Tôi chèo miệng lại hát ca, ca cho ba tánh biết đời loạn ly. A-di-đà Phật từ bi, ở bên thiên trước chứng tri lòng này. Từ ngày thọ giáo với thầy, dép lòng dĩ kỷ đầy lòng yêu dân. Ngày nay chẳng kể tâm thân, miệng cho ba tánh được gần bồng lai. Đời này vốn một lời hay, khóc trong trần hạ mấy ai tu trì. Đời này giành giật làm chi, tới việc ly kỳ cũng thả trôi sông. Thuyền đưa tiên cảnh non bồng, mấy ai mà có thiền lòng theo đây. Cứ lo làm việc tà tay, bắt ngưu bắt cày đặng chúng làm ăn. Chừng đau niệm Phật lăng xăng, Phật đâu chứng kịp lòng người ác chân. Thấy đời mai mùi lầm than, ăn bà nói càng tội lỗi chinh ghê. Chữ tu không phải lời thề, mà không nhớ đến tựa kề tiên ban. Nói nhiều trong giả xuống sang, cùng hết xóm làng tàn ác nhiều hơn. Thầy chùa như thế cây sơn, ngoài da coi chắc ở trong thời mối ăn. Buồn thay cho lũ ác tăng, làm điều dối thế cho đạo màu. Di Đà Phật tổ thêm rầu, giận trong tăng chúng sao lừa dối dân. Quá thân chẳng liệu lấy thân, tu theo lối cũ mau gần Diêm Vương. Bá gia làm lạc đáng
nên trước Phật đường thọ lãnh dài dân. Dương trần nhiều kẻ ham sân, cứ theo biếm nhẹ xa gần người điên. Lòng buồn mượn lấy bút nghiêng, viết cho trần hạ bất phiền lo tu. Thương đời chớ chẳng kiếm xu, buồn cho ba tánh hết mù tới đuôi. Có chi mà gọi rằng vui, khắp trong ba tánh gặp hồi gian nghi lao. Từ đây hay ốm hay đau, rằng tu đem được Phật vào trong tâm. Lời hèn nói rõ hòa thâm, đặng cho ba tánh tình ngày nay điên mơ đau lành, khắp trong lê tứ được rành đường tu. Nay đã gần cuối mùa thu, hết ngu tới dài công phu gần thành. Sống trần đạo mấy ai mà được lòng thành với điên. Điên này sẽ mở xích xèn, dắt diều ba tánh gần miền tiên bang. Không mong cho ba tánh được nhàn tâm thân, thường về cho Phật tổ trần, cầu xin Phật tổ ban lần đức ơn. Nay đã bày tỏ nguồn cơn cho trong trần hạ thiệt không to tường. Phật trời thấy khổ thời thương, muốn cho lê tứ thường thường làm nhau. Đừng trần uống lắm dân ơi, hồng trần biến khổ thấy rồi, sáng tu nhân đạo cho tròn mới hay. Đừng ham nói đắng nói cay, cay đắng sau này đau đớn sầu bi. Tu hành ta
lành rành chẳng sai. Lúc này thế giới bị ai chẳng nói vắng dài, Phật nọ tức tâm mấy lời khuyên nhủ chẳng nghi lầm. Từ đây đạo hành nó được mầm thanh cao, hồng trần lao khổ xiết bao, khuyên trong lê thư bước vào đường tu. Xưa nay đạo hành quá lu, ngày nay sáng tỏ đền bù ngày xưa. Mặc tình kẻ ghét người ưa, điền chẳng nói thừa lại với thư dân. Quan trường miệng nói vang rông, mà tâm dính chặt hồng trần bụi nhớ. Buồn đời nên mới làm thơ, cũng còn tay lắp mắt ngơ mới kỳ. Người đời lòng dạ bất tri, trông cho làm bình dĩ kỳ nó coi. Dương gian chậu úp được voi, giấu đầu rồi lại cũng lòi sau đuôi. Nói nhiều mà giả chẳng vui, việc tu ba nồi cơm của người. Thế gian nhiều việc nực cười, tu hành chẳng chịu lo cười lo khinh. Người già muốn gái xinh, đến sao chẳng biết thân mình ra sao. Thân cọp xé béo quào, còn người tàn bạo máu đào tung rơi. Tu hành hiền đức thanh thơi, ngày cha thảo chúa Phật trời cứu cho. Bá gia hãy ráng mà lo, kiếm lão đưa đò nói chuyện quyền cơ. Bấy lâu chẳng biết làm thơ, nay viết ít tờ trần hạ tình tâm. Đến sau khổ hạnh khói lâm, nhờ công tu niệm âm thầm qua. Chừng nào chim nọ biến bay, cá kia biến lội khổ này mới yên. Nhắc ra quá thảm quá phiền, bể khổ gần miền mà chẳng chịu tu. Ngọn đèn chân lý hết luôn, khắp trong lê thư ao tù từ đây. Thấy trong thời cuộc đổi xây, đời nay trở lại khác nào đời thương. Nhất ra thèm ghét trụ dương, ham mê đắc kỷ là phường bội chân. Hết gần rồi lại nói xa,
nói cho ba tánh biết mà người chi. Lời lành khuyên hãy gắn ghi, dương trần phải ráng tu trì sớm khuya. Đừng ham làm chức nắc nia, ngày sau như khó không chìa dân ơi. Tu hành như thế thả trôi, nay lỡ mai bồi chẳng có thiền tâm. Mưu sâu thì quả cũng thâm, ngày sau sẽ biết thú cầm chinh ghê. Hùm beo tây tường bốn bề, lại thêm ác thú mạng xà rít to. Bá gia ai biết thì lo, gác tay dèm xiêm đôi con ít gì. Hết đây rồi đến dĩ kỳ, sưu cao thuế nặng vậy thì thiết tha. Dân nay như thế không cha, chẳng ai dạy dỗ thật là tham thương. Thứ này đến thứ Minh Dương, nơi chốn Phật cứ đường mặt ngọc âu quê. Cảm thương trần hạ nhiều bề, bởi chân tàn bạo khó kề Phật tiên. Chúng ham danh lợi điền viên, ngày sau đến việc lũy phiền suốt canh. Kể kinh tụng niệm đêm thanh, ấy là châu ngọc để dành ngày sau. Bây giờ chưa biết vàng thao, đời sau kính trọng người cao tu hành. Nam mô miệng niệm lòng lành, bá gia phải ráng biết rành đường tu. Thương ai ham vọng ham dù, cũng như những kẻ đuôi mù đi đêm. Khuyên đời như giá múc thêm, mãn lo tranh đoạt thù hèm với nhau. Đến chừng có ốm có đau, gian mồm niệm Phật Phật nào chứng cho. Dương trần tiếng nhỏ tiếng to, nói ngọng nói cò đây cũng làm thinh. Tưởng rằng thân nó là vinh, chẳng lo tu niệm cứ gần giới điên. Nói ra trong dạ chẳng yên, bây giờ nói chuyện cởi thuyền khuyên dân. Đêm ngày chẳng nể tánh thân, nắng mưa chẳng quản táo tầng ai hay. Chừng sao đến hội rồng mây, người đời mới biết điên này là ai. Lui thuyền chèo quay tay gai, thuyền đi nước ngược đến rài cù lâu. Xa xa chẳng biết làng nào, thiệt làng Long Khánh ít người nào tu. Tớ thầy liền giá đuôi mù, bèn đi ca hát kiếm xu dương trần. Ba gia tửu lại rần rần, trong nửa ngày trần chẳng có đồng chi. Nực cười trần hạ một khi, ở một đêm thì sáng lại qua sông. Bình minh vừa buổi chợ đông,
bài trò ban thuốc hát rồng đời nay. Cho thiên hạ tựu đông dày, rồi mới ra bài hát việc thiên cơ. Tới đây ba tánh làm ngơ, buồn cho Lê Thứ kịp giờ ra đi. Lìa xa Hồng Ngự một khi, thăng đường trực chỉ điên đi Tân Thành. Tới đây ra mặt người rành, nói chuyện thiệt sành thông lão đạo nho. Nhiều người xúm lại đôi co chê lão đưa đò mà biết việc chi. Thấy đời đông tánh từ bi, điên chẳng bắt tì còn mất việc xa. Khoan khoan chân nọ bước ra, giáp rạch cả cái rồi ra ngoài vàng. Đói nhìn mây nọ trắng lam, điên ra sức lực chèo chơi một giờ. Xa nhìn sương bạc mờ mờ, Tân An làng nọ dân nhờ bắp khoai. Giả người bán cá bằng nay, dân chúng ngày rài xúm lại mua đông. Tới lui giá cả vừa xong, điên cũng bằng lòng cân đủ cho dân. Có người chẳng chịu ngang cân, bỏ thêm chẳng bớt mấy lần không thôi. Nực cười trần hạ lắm ôi, giảng cho ba tánh một hồi quá lâu. Thân già thức suốt canh thâu, nói cho Lê Thứ quay đầu mới thôi. Nhiều người nghe hết phổi rồi, quay thuyền trở lại bồi hồi sầu bi. Giả người tàn tật một khi, xuống giàm kinh sáng được thì chúc vui. Nhà lá ấm môi mà biết đạo lý, mời cùi lên chơi. Bàn qua kim cô một hồi, cùi xuống giữa dời châu đốc thần tông. Đến nơi thiên hạ còn đông, giả gái không chồng đi bán cao tươi. Thấy dân ở chợ nực cười, xúm nhau treo ghẹo đặng cười gái tơ. Buồn đời lăng mạ ngẩn ngơ, biến mất lên bờ liền giả cùi đuôi. Phường nhiều kẻ tới lui, thấy kẻ đuôi cùi chẳng muốn ngó ngang. Đài nay quý trọng người sang, giả ra gây lộn nói toàn tiếng Tây. Tây Nam chà chạch chú thầy, nó thấy làm gì chẳng bắt ngại. Xuống thuyền quay quãng một khi, chèo lên vĩnh tế vô thì núi sông. Đi ngang chẳng ghé chùa anh, xuôi dòng núi sạch đắng làm người ngu. Xem qua đầu tóc u sù, cũng như người tội ở tù mới ra. Chèo ghe rao việc gần xa, bồng lai tiền cảnh ai mà đi không. Nhiều người tâm đạo ước mong, nếu tôi gặp được như rồng lên mây.
tiền nói gạt bá gia. Thôn nghe lời nói thiết tha, rừng rừng nước mắt trèo về mặt dân, tay trèo miệng cũng rau chừng, đường đi tiên cảnh ai từng biết chưa. Khúc thời nhắc lại thời xưa, lúc chàng Lý Phủ đổ thừa trọng ngư, nhà anh có của tiền dư, sao chẳng hiền từ thương xót bá gia. Bây giờ gặp việc thiết tha, bạc vàng có cứu anh mà hay không? Hết tay điên lại nói đông, có ai thức tình để lòng làm chi? Mặt dân mất dạng từ bi, thuyền đi trở ngược về thì dàm nao. Dòm xem thiên hạ lao sao, không ghé nhà nào cũng gọi vài câu. Con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha. Chừng ấy nói vậy phong ba, có con nghiệp thu nốt mà người hung. Đến chừng thu ấy phục tùng, bà già mới biết người khùng là ai. Bây giờ phải chịu tiếng tai, giảng đạo tối ngày mà chẳng ai nghe. Đời như màn nọ bằng the, hãy ráng học về của kẻ khùng điên. Khỏi dàm đi quầy thiền, xuống miền cao lánh nó lại phiền lòng thêm. Tới đây cả ban đêm, ai có ý thù hèm chửi mắng cũng cam. Cho tiền cho bạc chẳng ham, quyết lòng dạy dỗ mà thôi. Nghe rồi thì cũng phối rồi, nào ai có biết đây là người chi. Trở về phong mỹ một khi, thuyền đi một mạch đến thì rạch chanh. Ghe chèo khúc quẹo khúc quanh, ở đây có một người lành mà thôi. Nhắc ra tâm trí bồi hồi, khó đứng khôn ngồi thương xót bá gia. Kiếm vàng làng nọ mù chẳng
khỏi đây đến chỗ bộn bề, rõ ràng bên lúc đã kề bên ghé. Giá người tàn tật đón xe, rồi lại nói về rồng diệt thiên cơ. Hết về rồi lại nói thơ, làm cho ba tánh ngẩn ngơ trong lòng. Thơ về điên đã nói xong, đi luôn ba cùm kéo lòng ước mơ. Chợ này tiếng hải bồn bề, kẻ nhúng người trề chê mắm chẳng ngon. Bạn hàng tiếng nói quá giòn, giá này chẳng bán còn chờ chuyện chi. Cho chúng chỉnh ghê, nói ra thêm thảm thêm thê. Ông lánh giữa kề giá bán trầu cao, bán hàng xúm lại lâu sau. Ông bán giá nào nói thử nghe coi, trầu thời kẻ móc người môi. Còn cao bé dấu thấy loài tánh tham, thấy già bán rẻ nó ham, bị thêm quê dốt nó làm thằng tơi. Ghe người biến mất bằng nay, cho chúng biết tài của kẻ thần tiên. Bến thành đến đó đậu liền, gặp hai thằng linh ta liền thuê thân. Tớ thầy nói chuyện cân phân, mới lỡ một lần xin cầu thứ tha. Hai người tôi ở phương xa, bởi chứng khổ não mới là nỗi trôi. Linh nghe vừa dứt tiếng rồi, phát nạt một hồi rồi lại bắt giam. Thấy đời trong già hết năm, nghe người biến mất coi làm chi đây. Tức thời điên giả làm thầy, đi coi đi bói khắp trong phố phường. Có người tu niệm đắng thương, biên mới chỉ đường tịnh độ vãng sanh. Dạo cùng tất cả xài thành, khi ca khi lý nói rành thiên cơ. Ba gia ba tánh làm ngơ, tưởng như những kẻ nói thơ kiếm tiền. Văn minh trọng bạc trọng tiền, khôn ngoan độc ác làm phiền người xưa. Mặt ai ghét ghét chẳng dám nói bừa cho ba tánh nghe. Phiền ba ngựa ngựa xe xe, điên giá người què gia đình thân. Què này đường xa lão thông, khắp trong
thiền thị rồi đi nhà quê. Kêu cơm ba tánh nghe ghê, thêm nói bốn bề những việc về sau. Dương trần bàn tán thấp cao, chẳng biết người nào rõ việc tiên tri. Giả từ gia đình một khi, thuyền loan trực chỉ đến thì Cần Thơ. Tới đây giả kẻ quá khờ, vợ điên chồng lại đứng hờ một bên. Phố phường xóm dưới đầu trên, cùng người đi chợ xúm nhau reo cười. Thị thiền hiền đức được mười, phần nhiều xúm lại chê cười người điên. Vợ thời ca hát quyên thiên, chồng chẳng có tiền lại quán xin cơm. Bá gia coi thể rất rơm, ai cũng sẵn hòm đặng có ghẹo chơi. Điên mà ca hát việc đời, với việc hiện thời khổ não âu châu. Chạy cùng chẳng sót đâu đâu, lòng quá thám sâu lìa lại Vĩnh Long. Chợ quê gián dài đó xong, thuyền loan trực chỉ đến rài bên kia. Chợ này đậu tại nhà bè, giá chỉ bán chè giao khắp các nơi. Dòng rau rạch tiếng kim thời, rước rước mời mời anh chị mua ăn. Kẻ già qua lại lăng xăng, nói rằng rằng những việc bướm ông. Gành chè ban hết vừa xong, điên cũng nói rồng chuyện khổ về sau. Nói rồi chân bước mau mau, lìa xa thiền thì đến thì thôn quê. Đi đâu cũng bị nhúng trời, kẻ lại chửi thề nói lũ bá vơ. Thấy đời tai lấp mắt ngơ, lúc ở trên bờ khi lại đi ghé. Dạo cùng khắp tỉnh Bến Tre, đủ bực thơ về lìa lại Trà Vinh. Tới đây bài đặt hát cơ kình, đùa nhau ban thuốc mặt tình mua không. Nói ra những chuyện bông lông, trách trong lệ thứ không lòng từ bi. Gặp người đói khó khinh khi, đèn viên sự sáng ai thì làm cho. Dạy rồi thuyền lại mỹ thô, khuyên trong trần hạ ráng lo tu trì. Xưa nay không có mấy khi, dương trần có Phật vậy thì xuống đây. Chợ quê giáp bớt thuyền quay, đi trở lộn về ông chướng giang dân. Hoàng chi nắng sợ mưa tầng, chèo xuôi chèo ngược mấy lần không thôi. Thảm thương ba tấm lắm ôi, bồng lai tiên cánh nở rào rồi một khi. Nếu ai rảnh việc thì đi, còn mắt nghĩ đỡ thì ở lại dương gian. Có người xưng hiệu ông qua,
lớn tiếng người mà kinh khi. Người nhà cảm tạ một khi, cũng nằm cắt cứ bà tiền đi ở non bồng. Xuống thuyền xuôi nước thẳng sông, ghé nhà chú cuối xem lòng đào ba. Ngồi chơi đạo lý bàn qua, mấy bà có biết lúa mà bay không? Con người đạo lý hơi thông, xin ông bài tỏ cho tôi hiểu rài. Điền nghe liền mới tỏ bài, lúa bay về núi dành dài ngày sau. Hồi qua tu niệm âm hao, không biết ý câu nào trái ý đào ba. Buồn đời điên mới bước ra, tay ai chèo quê dạo thì khắp nơi. Đi hoài chẳng có nghỉ ngơi, miệng cũng mơ rào mời tiên cánh ở bồng lai. Con người xuống bến bằng ai, mắt trời ít tiếng người dài mạng giống. Nhà người thiệt chẳng có lòng, đòi đá lần sau chẳng chịu đi. Thương đời ta luôn sầu bi, đò đi tới chốn ăn thì bao nhiêu. Điên rằng tôi chẳng ham nhiều, bao nhiêu tự ý cho nhiều chẳng. Nước trong mà muối và đây cũng chở cầu vui, vậy chú hãy ngồi ngay chỗ sau đây. Thấy người lòng dạ tà tay, thân tôi làm vậy ông chẳng cho vô trong. Tôi có đủ tiền mà trả cho ông. Trong môi dòm thấy trống không, bước nhầu vào đó máu hồng trào ra. Cho người hung bạo biết ta, thì người biến mất vậy mà còn chi. Trở lên chợ mới một khi, chèo lên chèo xuống vậy thì cũng sao. Năm xưa đây có máu đào, mà nay chưa có người nào chôn tu. Nào điên có muốn kiếm xu, mà trong trần hại đuôi mù không hay. Hỏi ông người ở đâu rày, trả lời rằng ở non cài vua nghiêu. Tới đây trong già buồn hiu, bỏ ghe điên cùng đánh liều chưa thôi. Giả ra một kẻ hàng nồi, khắp trong hàng xóm mà đi rồi sạch trơn. Tới đâu cũng tỏ thiệt hơn, nhà tôi vốn thiệt có
có đờn 5 giây. Tôi còn mắc cái nợ này nên phải làm vậy cho giải quả căn. Nhà tôi đâu phải có tăng đem theo trong sách bạc hàng 80. Nhiều người nghe nói rêu cười, thân tôi lao lý anh cười tôi chi. Giả từ chợ mới một khi thuyền đi xuôi ngược đến thì ba sông. Ít ai biết được đạo hằng, ghé am thầy pháp nói rằng lỡ chân. Trước sau bài tỏ nguồn cơn, vì thương lê thử chi sờn lòng đây. Có người lối xóm gây, xin sao trai bắp liền quầy xuống ghe. Ghe điên vốn thiệt ghe bé, mà lại điên nhà nước ngược thẳng sông. Ra quay thuyền chạy như giông, người nhà xuống bến trong lòng ngại nghi. Ông này chẳng biết người chi, chèo quế vậy thì mạnh bạo quá thay. Thần tiên mà chẳng ai hay, cứ biết nhé hoài buồn giá người xưa. Đời nay mắng tờ màn thưa, khuyên trong lê thứ chẳng thừa một câu. Thân này chẳng nề mau lâu, miễn cho ba tánh gặp chầu vinh quê. Thương trong trần hạ thảm thế, lao khổ nhiều bề chớ chẳng còn vui. Nhiều người nghèo khổ hẳn hôi, không đất cầm dùi mà chẳng ai thương. Con thuyền đường nước gió sương, bỗng nghe tiếng khóc từ lương ai hoài. Có người ở xóm bằng nay bị mất trộm rài đồ đạc sạch trơn. Du thần bày tỏ nguồn cơn, rằng người nghèo khó đương hờn phận duyên. Điên nghe vội vã quài thuyền, dùng khoa coi bói giải phiền phàm nhân. Coi rồi bài tỏ thiệt hơn, khuyên cô đừng giận đừng hờn làm chi. Rồi đi vào sớm một khi, đi lên nhà thì giá gạo mà chơi. Vào nhà nói chuyện một hơi, gặp người bán thuốc cũng thời ghé vô. Mua một dao hơi cô uống vô bổ khỏe trị nhiều chứng phong. Uống thì khoa nước nóng trong, chớ đừng pha rượu nó hồng kỳ thai. Hai thằng ở xóm bằng nay, nó nói ngày rài thuốc chẳng có ai. Người cha đi lại thấy ở rầy, thiệt mấy đứa này cái cỏ làm chi. Bước ra nhà nọ một khi, đi lên đi xuống kiếm thì xe lôi. Gặp xe chẳng có lên ngồi, chạy trước đi rồi ngừng lại chỗ kia. Xóm này kẻ ghét người ưa, ghé vào nhà nọ nhổ bừa cái răng. Nhổ rồi lui tới lăng xăng, liền bước xuống thuyền thầy tớ thả trôi. Và nao rài đã đến rồi, quay thuyền ghé lại bằng nay chợ đình. Hát hai câu hát từ quê tình, đâu xem dân chúng chợ đình làm sao. Sáng ngày chợ nhóm lâu sau, giá bờ
thần áo bào ai cũng dòm xem. Mấy thằng trai trẻ thấy thèm, đứng xa quanh quần nói dèm với nhau. Đứa này nói để cho tao, đứa kia sao sự áo màu quá ngon. Nhắc ra đồng tấm lòng son, buồn cho Lê Thư sao còn ham vui. Ở đây một buổi ghé lui, về trên bãi núi ngồi ngồi thương dân. Thầy trò chẳng nại tấm thân, rảo khắp non tầng bận nữa thử coi. Chân tu thì quá ít nói, nhiều người ẩn sĩ quá loài tanh tham. Đi lần ra đến núi Sam, đến nơi rảo khắp chùa am của người. Dạy rồi bắt quá tức cười, thầy tu nhiều kẻ biến lời quá tay. Trẻ già biến quá ai hay, vào trong bãi núi chẳng nài công lao. Ru rừng lúc thấp lúc cao, giả ra nghèo khó vào nhiều âm dân. Tu hành nhiều kẻ tham sân, làm sao cho đặng mau gần Phật tiên. Ai ai cũng cứ ham tiền, ấy là đem sợi xích xiềng trói thân. Lìa xa bãi núi lần lần, xuống thiền trực chỉ lên gần Hà Tiên. Đến đây giả kẻ không tiền, rảo khắp thị thiền xin xỏ ba gia. Đi rồi cũng quá thiết tha, trở về non cũ đặng mà dạo chơi. Non tiên gió mát thành thời, nhưng nhớ việc đời lụy ngọc nhỏ xa. Xuân trần lúc khác lúc ca, mà trong Lê Thứ có mà biết chi. Nam mô hai chữ từ bi, trần hạ nói gì đây cũng làm thinh. Tu thời nhàn hạ thân mình, phần điên khuyên nhủ mặt tình ghét ương. Thiên có ai dám nói thừa, mà trong ba tánh chẳng ương điên khùng. Xuân thuyền chèo quê thung dung, đi dạy đủ chỗ khắp cùng thử coi. Rạch giá chợ nọ thôi loay, gần nơi ven biển cá mòi nhiều hơn. Tới đây giả kẻ có cơn, khi sai khi tình lúc hờn số căng. Dương trần đi lại lăng xăng, chê chê nhau nhau cười rằng quân điên. Ở đâu mà tới thị thiền, lính chẳng bắt xiềng nó lại bốt đi. Lòng thương vì tánh từ bi, dạy dỗ chuyện cùng mà chẳng ai nghe. Dạy rồi điên lại xuống ghe, lòng xuyên xa đất nói rồng về thơ. Vợ chồng nghèo khổ bơ vơ, ở nơi giữa chợ lại khờ lại quê. Buồn trong Lê Thứ ủ ê, sóc trăng chợ ấy thuyền kề đến nơi. Đến đâu thì cũng ta tôi, nói rõ biết đời sắp khổ sắp lao. Thị thiền thiên hạ lao sao, chẳng có người nào tu niệm hiền lương.
chánh mà đi. Lìa xa đô thị một khi thuyền loan trực chỉ đến thì Bạc Liêu. Chợ này tàn ác quá nhiều, phố phường dân thổ dân tiều nhiều hơn. Đi cùng thành thị rau trơn, Cà Mau đến đó thiệt hơn tố bài. Cho trong ba tánh chỗ này rõ việc giấy đầy lao ly về sau. Đường đi lao khổ xá bao, miễn cho trần hạ biết vào đường tu. Tu hành đâu có tốn xu mà sao thoát khỏi lao tù thế gian. Thầy trò lắm cảnh gian nan, chừng nào hết khổ mới an tấm lòng. Đằng dân đến tỉnh Gò Công, vì thương dân thử mới hồng đến đây. Xưa kia bão lục tỉnh này, mà sao cánh khổ xứ này nhiều hơn. Yêu dân lòng nọ chẳng sờn, thầy hát tớ đờn dạy cùng khắp nơi. Khỏi đây Bà Rịa tách dời, đến đó vậy thời trời mới sáng ra. Chợ này đông đúc người ta, nhiều đuông trà là lại với nho tươi. Đến đây thầy tớ quá mời, nói nói cười cười ban thuốc sơn đông. Ai ai đều cũng ngóng trong, coi lũ khách này hát thuật làm sao. Hát mà trong bụng sáo xào, nói chuyện bên tàu máu đổ tuôn rơi. Cả kêu dân chúng hỡi ơi, sao không thức tính giết đời gần bên. Khổ đà đi đến như tên, đang lo tu niệm tìm nền vinh quang. Vinh này của Đức Phật Bà, của ông Phật Tổ ban mà cho dân. Tu cho nhàn toại tấm thân, đừng làm tàn ác xa lần tiên ban. Hát kêu bố kẻ giàu sang, sáng lo làm phước làm doan mới là. Đến lâm cảnh khổ có ta, với lệnh Phật Bà cứu vớt giùm cho. Tu hành phải ráng trì mò, gặp lão đưa đò đừng có kinh khi. Dạy rồi thầy tớ liền đi, Biên Hòa đến đó vậy thầy xem qua. Đến đây dạy dỗ gần xa, khuyên trong ba tánh vậy mà tinh tâm. Ngày nay gặp bạn tri âm, ráng mà trì chỉ đắng tâm quyền cơ. Tân an dạy dỗ kịp giờ, chẳng dám chần chờ đi thẳng Tây Ninh. Tới đây vừa lúc bình minh, điền ra sức giảng mặt tình nghe không. Giảng rồi dầu một tháng xong, thiền thị giáp dòng thư chốt là đây. Thương dân giảng dài giấy đầy, ráo khắp tối ngày chẳng có nghỉ chân. Nhiều người hung ác quá chừng, không biết đời khổ lo mừng lo vui. Nhắc ra già nọ nào vui, từ đây lục tỉnh đuôi cùi thiếu chi. Nói mà trong già sầu bi, ba gia chậm chậm khinh khi điên này. Đừng ham nói nọ nói ở này,
hỏi thử điên này là ai. Cảm thương ông lão bán khoai, vì yêu dân chúng chẳng nài nắng mưa. Câu này nhắc chuyện năm xưa, khuyên trong trần hạ hãy chừa lòng tham. Cùng thời quê ngủ núi Sam, còn điên chẳng có chùa am dưới ở này. Vua Nghiêu xưa mỏ đất cày, ngày nay nhường lại cánh này cho điên. Xuống trần dạy dỗ quyên thiên, dạy rồi thì lại thám phiền nhiều hơn. Cầu xin Phật tỏ ra ông, lời điên khuyên nhủ như đờn bá như. Thầy thiền khắp hết gần xa, từ đây sắp đến quê nhà điên đi. Đừng thấy ngu dại mà khi thầy thì quê lựu, tớ thì quê tâm. Đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước thay nằm bằng non. Cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia. Khuyên trong lê thứ trẻ già, tu hành hiền đức Phật mà cứu cho. Ấy là quý báu thơm tho, đừng ham gây gỗ nhỏ to làm gì. Con thì ăn ở nhu mì, học theo luân lý kính vì mẹ cha. Sau này sâu bắt hầm tha, xứ người tàn bao vậy mà tại đây. Đời xưa quả báo thì chày, đời nay quả báo một giây nhắn tiền. Dương trần phải ráng làm hiền, đừng trong bạc tiền bỏ nghĩa bỏ nhân. Người hung phải sửa cái thân, từ đây có kẻ du thần sẽ soi. Chuyện người chớ mất chớ moi, hãy treo gương thiện mà soi lấy mình. Ai thương ai ghét mặt tình, phận mình cứ giữ tâm mình cho ngay. Điền đây dưng lệnh phương Tây, hầu hạ bên thầy đặng cứu ba dân. Thầy đời lòng dạ Tây tà, cứ theo chế nhạo cười mà người điên. Ngồi buồn cái chuyện quyên thiên, chẳng có ham tiền cũng bị ghét dơ. Viết cho ba tánh ít tờ, đi làm ruộng rẫy bỏ hờ theo xem. Thương người nghèo khổ lắm lên, thấy cảnh sung sướng nó thèm quá tay. Ai mà biết đặng ngày mai, ngày nay yên tĩnh ngày mai thảm sầu. Từ rày gặp cảnh buồn rầu, cho người tàn bạo cứng đầu kinh khi. Dương trần này đáng sầu bi, nên điền mới nói chuyện đi tỏ tường. Đêm ngày tưởng Phật cho thường, phải ráng lo lường kim chỉ từ đây. Thương đời điên mới tỏ bài, dạy trong trần hạ ngày rày ráng nghe. Đừng khi nhà lá chòi tre, nhà săn cột lớn bù xè hay ăn. Lúc này điên mất lăng xăng, dương trần biết đặng đạo hằng mới thôi. Chẳng ăn cúng kiêng chè xôi, Phật trời chẳng muốn điều tội ấy đâu. Muốn cho dân hiểu đạo màu, chớ không có muốn chùa lầu cho cao. Bao nhiêu cũng biết vàng thao, dạy con trần thế chớ nào dạy ngu. Sáng ngày con chó sủa tru, chừng heo cắn ổ hèm thù mới yên. Đừng ham
vật của tiền. Người hung hay gọi kẻ hiền rằng ngu, nay điên chỉ rõ đường tu, ấy là đủ việc tài bù cho dân. Thôi thôi đôi riết dần lân, tới đây cũng lần ngừng lại bút nghiêm. Bửu châu công luyện chốn non tầng sơn thủy ơn môn giang bảo giác dân kỳ quái chờ nơi thiên nhất định hương nồng dành thưởng kẻ tròn ân. Nam mô A Di Đà Phật. Tây phương chư Phật cám ta bà chuyển pháp độ đời khỏi đọa xa. Muôn đạo hồng quảng quay đức Phật soi đường minh thiền đến long quang.